16 phẩm tán thán Bây giờ, Đại Bồ Tát bạn thù thất lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Công đức của Như Lai thật là hiếm có, không gì sánh bằng, không thể nghĩ bàn, trừ Phật quá khứ hiện tại vị Lai đều không có gì khác. Nếu được thấy Như Lai hoặc nghe công đức của Ngài, thì loài hữu tình này cũng khó nghĩ bàn. Lại một lần nữa hôm nay còn được thấy Phật chuyển xe pháp lớn, thật là điều chưa từng có nên hân hoan vui mừng. Nói lời này rồi, Đại Bồ Tát liền bay lên hư không cao bảy cây đa la, chấp tay khen. Tất cả loài hữu tình, chỉ Phật là tối tôn, không có ai sánh bằng, huống lại có người hơn, ngã và Pháp đều không, diệu lý vô đẳng đẳng, chỉ Phật Thế Tôn ta sánh bằng vô đẳng đẳng Phiền não và tập khí đều hết hẳn không còn Biết được tất cả Pháp đều hoàn toàn rõ ràng Hoặc trí hoặc thuyết Pháp Không ai sánh bằng Phật Cõi tam thiền đại thiên Chỉ Phật là tối tôn Mười lực vô ý Thầy Thật có chẳng hư dối Đế thích cùng Phạm Vương Thầy đều không thể bằng Đại ân Đức Thế Tôn thấm khắp các hữu tình Việc này khó nghĩ bàn nhất định không ai bằng, thường đem tuệ vi diệu và phương tiện thiện xảo, giáo hóa các hữu tình, khiến đều được lợi vui. Khi ấy trong hội có một thiên tử tên là Diệu Sắc, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chất Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng Phật, dùng cại khen. Có kẻ nói thế gian ngang Phật, lời ấy là hư dối chẳng thật. Nếu nói Pháp Vương rất tối tôn, lời này là chắc thật chẳng dối. Những hàng trời người đang vấn nạn, không ai bẻ được đại sư ta, thiện thệ hàng ma dẹp ngoại đạo, dẫn dắt thế gian đến giải thoát, bốn biện thanh tịnh nói không cùng, thuốc rượu cam lồ ban hữu tình, quản khắp các pháp trí vô ngại, tất cả sát na chẳng giảm mất, bình đẳng đại bi xếp hữu tình, tâm luôn thanh tịnh đời chẳng nhiễm, biết rõ hoàn toàn căn dục tánh, tùy sự thế kỳ,